Sau đây là một thông tin y tế đáng mừng vào dịp đầu năm mới. Ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, sau khi nhận được thông tin có phổi hiến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương đã kích hoạt khẩn cấp chương trình ghép phổi và tổ chức hội chẩn tiến hành thực hiện ca ghép phổi ngay trong ngày 30 Tết cho một bệnh nhân trẻ bị tổn thương phổi, tiên lượng tử vong cao và phải thở máy 24/24 giờ. Sau ca ghép, hiện bệnh nhân đang có những tiến triển tốt. Bệnh viện Phổi Trung ương đã huy động khoảng 80 nhân lực bệnh viện trực tiếp tham gia. Sau khi hội chẩn với giáo sư Jaslin, giám đốc trung tâm ghép phổi UCSF, giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Công Hiệu, giám đốc bệnh viện E, đã quyết định khởi động ca ghép phổi này. Ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày 30 Tết, kéo dài 12 giờ do tiến sĩ Đinh Văn Lượng cùng các thầy thuốc và chuyên gia bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, chuyên gia từ bệnh viện E thực hiện. Đây là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng, đòi hỏi sự phối hợp nghiêm ngặt của tất cả các bộ phận. Ca ghép đã thành công tốt đẹp ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn của UCSF, là một trong 9 trung tâm ghép phổi lớn và có uy tín nhất tại Hoa Kỳ. 12 giờ sau mổ, người bệnh đã tỉnh, tự thở những hơi thở đầu tiên của hai lá phổi mới, các chỉ số hô hấp ổn định. Sự thành công của các ca ghép phổi cho thấy Việt Nam đã tiếp cận và làm chủ được những kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép tạng. Đây là thành tựu tiêu biểu của ngành y tế Việt Nam, mang lại những giá trị to lớn cho sức khỏe người bệnh và nhân dân. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công nhân lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc các cấp công đoàn cả nước đã phấn khởi, hăng hái trở lại làm việc. Người lao động cũng vui mừng vì vẫn giữ được việc làm trong tình hình nhiều nơi cắt giảm lao động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại một số công ty trên địa bàn thủ đô. Hơn 150 lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn URC Hà Nội đã trở lại làm việc đầy đủ trong sáng 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết. Kể cả những công nhân quê ở các tỉnh xa cũng đã có mặt. Tết năm nay, toàn thể người lao động tại công ty này được nhận mức thưởng gần 2 tháng lương. Chế độ và phúc lợi tốt đã giúp doanh nghiệp không bị thiếu hụt lao động sau Tết. Năm qua thì cái việc làm ở công ty URC Hà Nội thì rất là ổn định, rất là đều việc và thu nhập cũng ở mức là khá là cao. Năm mới thì rất là hy vọng là công ty sẽ tạo công ăn việc làm đều và thu nhập tốt hơn nữa. Trong năm 2024 thì chúng tôi đặt cái kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục lên con số 20% so với 2023 và cố gắng tạo cái duy trì cái công ăn việc làm cho toàn bộ cán bộ nhân viên công ty. Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Meco Việt Nam, do thiếu đơn hàng thời điểm đầu năm, công ty này đã triển khai kế hoạch làm việc luân phiên, vì vậy chỉ có khoảng hơn 60% công nhân quay lại làm việc sau Tết. Kế hoạch năm nay về công việc và tuyển dụng công nhân thì không tăng nhiều, nhưng khoảng 6 tháng cuối năm nay, công ty mở rộng đầu tư nên có thể tuyển thêm khoảng 3.000 công nhân. Với mong muốn tạo việc làm đầy đủ cho người lao động, Công đoàn thành phố Hà Nội đã vận động doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tuyên truyền vận động người lao động trở lại làm việc đúng thời gian và làm việc nghiêm túc từ ngày làm việc đầu tiên để tạo không khí làm việc phấn khởi, hăng say. Qua chúng tôi nắm bắt thì tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cuối năm 2023 cũng như đầu năm 2024 thì vẫn còn một số khó khăn, có sự sụt giảm đơn hàng. Nhưng mà qua đi làm việc và cũng thăm chúc Tết thì các doanh nghiệp cũng đều khẳng định là sẽ tiếp tục ổn định những cái việc làm cũng như các chế độ chính sách cho người lao động. Tại một số khu công nghiệp tại Hà Nội, nhiều nhà máy chỉ hoạt động một số phân xưởng do công nhân ở xa và được doanh nghiệp cho nghỉ thêm từ 1 đến 3 ngày. Dự kiến vào thứ hai tuần sau, tức mùng 10 Tết, số lượng lao động còn lại sẽ quay trở lại làm việc bình thường. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 71.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 182 tỷ đồng. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 71.409 trường hợp vi phạm, phạt tiền 182,4 tỷ đồng. So với cùng thời gian Tết năm ngoái, thì số lượng vi phạm tăng hơn 220%, tiền phạt tăng hơn 265%. Riêng về nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm, số trường hợp vi phạm tăng hơn 277%. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Phước. Tình hình tai nạn giao thông cũng được kéo giảm rõ rệt về số người chết. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 541 vụ tai nạn giao thông, làm chết 214 người, bị thương 504 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số người chết do tai nạn giao thông giảm 24,38%.